Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński cho biết Ba Lan vừa bắt hai công dân Nga đang phân phát tài liệu quảng bá cho Wagner tại các thành phố lớn nhất nước này. Các công dân Nga này bị bắt với cáo buộc làm gián điệp tại thủ đô Warsaw và Krakow, thành phố lớn thứ hai Ba Lan. Truyền thông Ba Lan tuần trước đưa tin một số miếng dán có biểu tượng Wagner cùng dòng chữ "Chúng tôi ở đây, hãy tham gia cùng chúng tôi" xuất hiện tại một số nơi công cộng. Các miếng dán còn có biểu tượng QR trỏ tới trang web chứa thông tin về Wagner. Người dân sống tại thành phố Krakow và Warsaw đã báo cảnh sát về các miếng dán nói trên. Bộ Nội vụ Ba Lan không nêu rõ hai công dân Nga bị bắt có liên quan đến việc dán những miếng dán nói trên tại nơi công cộng hay không. Ba Lan gần đây cảnh báo về những hành vi khiêu khích có thể tới từ Wagner, tập đoàn quân sự tư nhân chuyển tới Belarus sau thỏa thuận chấm dứt vụ nổi loạn hồi tháng 6. Thủ tướng Ba Lan cho biết các thành viên Wagner xuất hiện tại khu vực sát biên giới, nhận định hoạt động này nhằm gây bất ổn tình hình ở sườn đông NATO. Ông cho rằng lính Wagner có thể giả dạng làm biên phòng Belarus để hỗ trợ người nhập cư xâm nhập lãnh thổ Ba Lan hoặc giả dạng làm di dân để vào nước này. Thủ tướng Ba Lan cũng nhận định Wagner cực kỳ nguy hiểm. Theo một đánh giá mới, nhóm lính đánh thuê khét tiếng Wagner có khả năng thu nhỏ quy mô và tái cơ cấu sau cuộc nổi loạn diễn ra vào tháng 6. Bộ Quốc phòng Anh phân tích trong một bản cập nhật tình báo mới đây và cho biết có một khả năng thực tế là Điện Kremlin không còn tài trợ cho nhóm này nữa. Cụ thể, theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh về cuộc chiến Nga-Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật cho phép trang bị cho lực lượng vệ binh quốc gia Nga Rosvadia bằng vũ khí hạng nặng, gồm pháo và trực thăng tấn công. Báo cáo nhận định quyết định của người đứng đầu Điện Kremlin có thể cho thấy rằng ông coi đơn vị này là một trong những trụ cột chính bảo đảm an ninh cho đất nước. Lực lượng Rosvadia hiện có khoảng 200.000 nhân sự chiến tuyến và tồn tại dưới hình thức hiện tại từ năm 2016, trong đó người đứng đầu là Viktor Zolotov, cựu cận vệ của ông Putin. Lực lượng này không có quan hệ chính thức với quân đội Nga và báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin. Tình báo quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng, bất chấp tuyên bố của lãnh đạo Zolotov rằng cấu trúc này hoạt động xuất sắc trong cuộc nổi loạn vào tháng 6, chưa có bằng chứng nào cho thấy Rosvadia đã thực hiện bất kỳ hành động hiệu quả nào chống lại Wagner. Các bạn thân yêu ơi, hãy mau nhấn like, chia sẻ, đăng ký subscribe kênh Sa Bàn Quân Sự để nhận tin mới nhất về chính trị quân sự trong nước và quốc tế nhé.